Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về chú rồng lửa thứ hai ở cấp độ 2 nhé. Về chú rồng lửa ở cấp độ 2 này thì có tên là cái gì ta? Chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh chú rồng lửa cấp độ hạ cấp 2 này nhá. Được tiến hóa ở cấp 2 này nhá. Mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái màu da của chú Pokemon này. Mình sẽ tô màu đỏ cho cái ngọn lửa bên trong rồi nhé. Và tiếp theo là màu cam cho cái ngọn lửa bên ngoài. Tiếp theo là cái phần bụng của chú Pokemon này nhé. Và tiếp theo mình sẽ tô màu nâu cho cái phần tay này, cái móng tay. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé.
và nhấn nút chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất trên kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.